Dạ vâng, xin chào toàn thể các anh em làm thợ với cô. Thì nay là ngày 13 tháng 8 âm lịch năm 2020. Thì ở Bắc Giang em thì đón được cái lớp cò cuối cùng nữa. Đấy, cũng tranh thủ đón thôi. Cánh đồng thì vàng hết rồi đây. Cái cánh đồng này thì chắc bà con là anh ăn dằm xong là đi ra cắt lúa là lúc đấy là không đánh được nữa. Ở trên kia là cũng lác đác có người đang gặt rồi. Đấy, bây giờ đồng mà nó hở 1-2 ruộng mà gặt ra rồi đánh rất là khó các bác nhé. Cái cò nó xuống bờ nó không chịu đâu. Nó xuống trực tiếp những cái ruộng như kiểu như thế này. Đấy, khu vực bàn cò em đánh ở chỗ khu vực kia. Đấy, như các bác ở khu vực dưới xuôi thì năm nay tiết cò muộn thì đầu vụ. Đấy, đầu tháng 7 âm lịch em đã bắt đầu đi đánh rồi, lúc đấy cũng vỡ đánh được nhiều lắm ấy. Thì hôm qua mới chắc mới thấy là cò về tới Linh Bình. Ở trên kia một tốp, anh ơi. Một tốp ở trên đập kìa. Ở trên kia có một tốp bay lại lệch hướng anh em ạ. Nó khoảng độ tầm chục con. Đấy, đánh cò bớt vát ở cái đợt cò cuối này thì kiểu gì nó cũng một hôm nó ra đông lắm. Nhưng mà nay thì nó lại bay lệch hướng anh em ạ. Đằng sau. Đằng sau có một con. Có cái đàn đông này theo bên kia. Đây cò đây anh em này. Đấy, đánh cò. Đấy. Cò. Nói chung là theo ác lắm, nhưng không biết có được sáng sớm. Cái đàn đông kia đi chéo sườn bên kia các bạn. Cái đàn đông lại đi chéo vào cái sườn phía bên kia. Con này chắc là có trần đây rồi nhiều sao. Cũng thấy theo theo nhưng mà không biết có xuống. Ui, 3-4 con kìa anh ạ. Đấy thì ở đây là cái đợt cò đánh vớt vát anh em nhé. Một em trong buổi sáng sớm. Hai em anh đang cầm cò chạy vào kia kìa các bác. Đấy, rất là cò lại đang ra này. Đây 4 con trên đầu, 5 con ngon lắm các bạn. 4 con. Một em. 3-4 em lượn trên đầu nữa anh em. Hai tên. Được có 2 tên thôi anh em ạ. Dòm ra bắt cò nhanh anh em nhé. Đây đằng sau đây vẫn còn 1-2 con đã nát đác này. Khả năng đánh thì vẫn vớt được. Cái này bay chắc chéo chéo rồi này dễ chết lắm. Bay nhanh lắm. Đây kiểu. Theo. Ba tên anh ạ. Giờ chúng ta bắt cò anh em nhé. Cái mẻ đầu tiên thì không kịp quay anh em ạ. Đấy tổng được gần chục rồi. Đấy, nó ra chập được mấy đàn đấy nhưng mà đánh nó xuống ít lắm. Này nó thuyền đi xuôi đây cò đây. Không bày chuông. Ở trong bao đây. Nói chung nay đánh một bờ là thất bại. Không phải thất bại mà là mình nghĩ là cò nó không ra, ai ngờ nó lại ra nhưng mà nó ra thế này nó cũng rồi. Ít. Ui lại một đàn nữa anh em. Chưa? Nay nó lại cứ ở cái hướng khu vực trên đây nó xuống anh em này. Đừ chưa. Ủa con này bay cao lắm. Bay cao lắm anh ạ. Cổ đánh. Sợ thật. Một con sang anh ạ. Hai con sang còn hai con bỏ đi. Ăn đỏ đâu? Một con không? Còn nữa. Ui kêu, mẹ đây nghe thấy. Đánh cò sao dạo này nó xuống nó kêu ác thật đấy. Hai đỏ. Đây còn con nữa anh em này. Lốt con nữa thì em ra.
bò xoài, bò cào lắm. Nó kêu nó dậy linh tinh ở dưới giờ chạy rồi. Bây giờ em ra bắt cò nhé các bác nhé. Ngày vừa rồi đây anh em này, đây một đôi nằm trong chơi đây. Cái cò đợt này xuống lại kêu ác ấy anh em. Anh em có cách nào mà cò xuống bờ nhựa không kêu, chia sẻ cho em nhé, nếu xem được cái video này. Còn là giờ em bắt cò đấy. Mẻ này lại được 4 con nữa anh em này. Đấy thì mẻ này em vừa cầm cò về thì không kịp quay. Đây anh Thiêm anh chạy ra. Trong bao chắc được tầm khoảng 15 rồi. Đấy còn đây 4 con nữa. Nay nhiều cò quá nhưng mà đánh chủ quan, cứ nghĩ cò không ra thế là bỏ chuông anh em. Kể mà đánh chuông thì hôm nay được nhiều lắm. Bởi vì cứ đánh tạt từ bờ nhựa xong nó ngóc sang chỗ bờ chuông này. Đấy. Có nhiều lắm. Này cò vỡ ở trên đây, chắc vỡ đợt cuối. Mai chắc mới là kinh khủng. Có đàn đi tầm khoảng 30 rồi nha anh em nhé. Đấy 30 đấy, đi luồn luồn qua khe kia đánh diều không ra. Đấy cò này lại đi chuẩn hướng anh em ạ. Đấy nó đi đa số này đúng cái hướng này, chưa phải cò cuối. Mọi năm cò cuối này nó sẽ đi qua cái sườn sườn chỗ nhà Trần kia, nó tụt xuống là nó mất rồi. Còn giờ nó vẫn đi từ cái hướng đông bắc này xuống này. Đấy, đúng giữa lưới luôn, đánh sướng thật. Đấy cò này vẫn cò béo lắm anh em ạ. Sướng thật, chạy hơi mỏi các bác ạ. Đây cò già, vẫn cò già. Cò đang thay lông, cổ đỏ này. Đây con này thì già cũ cụ cụ khu. Đó đúng ngã ngửa. To nhỉ. Béo múc trong tình. Nhìn này được cò sướng hơi nhưng mà rét cái là chạy hơi mệt thôi anh em. Mấy anh em đánh thì nay năm nay nó lại mưa nhiều thế không ngồi được ở chỗ khu vực gần gần đây, lại phải lên chỗ bờ đường cái này ngồi. Còn bàn cò nó cách đây tầm khoảng từ đây đến đấy chắc là chỉ tầm 70m thôi, không xa lắm, chạy tập thể dục. Và bây giờ thì em tắt máy đi nhá, lát có cò em lại tiếp tục quay cho anh em cùng xem. Đây một đôi tiếp theo rồi các bạn này. Ui, thèo lắm, có con theo thôi các bạn. Chắc được một con, một con kia có chắc ăn quần đồng này khôn thật. Gai đi luôn. Không biết có quay lại. Quay lại chắc được một con. Được một thôi anh ạ. Một con nữa khôn lắm, nó bay như cắt đuổi luôn anh em. Khôn thất. Làm ra bắt cò nha anh em nhé. Đây là cái con vừa rồi đây anh em này. Cái con vừa rồi anh Thiêm anh ra bắt thì vẫn là cò già lắm anh em. Đấy, cò già, cò cổ đỏ. Cái giấc này đánh cò xuống kêu ác lắm anh em. Nó không như những cái giấc trước. Giấc trước này đánh 4-50 ấy. Xuống nó không có kêu đâu. Xuống nó tuyển rúc rúc vào ruộng lúa thôi. Cái giấc này thì nó chui hết vào trong, nó cũng chui trong ruộng lúa nhưng mà nó vẫn kêu anh em. Đấy, đánh đâm ra nó được ít, hiệu quả không cao. Nay chắc được gần 20 rồi. Nhưng bây giờ vẫn sớm lắm, bây giờ chỉ 6 rưỡi thôi, em ngồi em tí nữa nhé. Và bây giờ là 7 giờ rồi các bạn. Đấy em rút quân này. Ở trên em thì chỉ đánh được từ cái giấc 5 rưỡi cho tới 6 giờ, 6 rưỡi. Đấy những cái giấc đấy là cò nó di cư thì đánh được, nó ngủ ở những cái khu vực rừng bên trên kìa, nó sẽ tràn về trong những cái giấc đấy. Ở trên khu trên nữa. Để đánh nói chung là tóm lại chỉ đánh được tầm khoảng tiếng thôi. Hôm nào nó bay nhiều thì đánh được hơn tiếng đồng hồ là hết sạch cò, không còn một con nào đồng luôn. Đấy các bác có thể nhìn thấy đồng rất là rộng nhưng mà cò nó không chút xuống đâu. Có con nào theo thì nó xuống bờ, còn con nào không theo thì nó đi di cư thẳng. Còn về đây là cái dàn cò mồi này. Thì cái dàn cò mồi này thì hôm nay đánh một bờ thì em sử dụng là 5 mồi, đấy một diều và 4 mồi, 3 mồi đứng bờ, một mồi vỉ. Đấy cũng bày trận đánh một cái bờ nó ngắn ngắn thôi, nó rơi tầm khoảng 30m thôi. Nhưng mà đánh 5 mồi thì thấy cò xuống là hiệu quả rất là cao. Đây là những cái con cò đánh từ đầu vụ, giờ nó rất là thuần. Còn đây là con cò diều đây, nay cho con này nó bay này các bạn. Đấy con này thì cũng mua một bác ở dưới Lưng Bình, đấy 1 triệu, bay cũng khá là tốt rồi. Còn nay em sử dụng que lan làm đầu chim đây, làm que nhựa. Đấy đánh chủ yếu còn đánh dặn thêm một ít que tre thôi. Đa số nó vào chỗ lan làm đồng chim nhiều bởi vì lan đấy nó rất là nhỏ. Còn thành quả ngày hôm nay đây các bác này. Đấy cũng làm chắc được tầm khoảng 20, hơn 20 ấy. Đấy. Nói chung là đánh cũng dễ thôi. Lớp này thì nó ra thì đánh hơi khó một chút tại vì nó xuống nó kêu ác. Chắc phải lớp còn lon nữa thì đánh này ok hơn. Còn bây giờ thì em xin chào nhé. Hẹn gặp lại các bác ở cái video đánh cò ngày mai.